Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Dạ con Ngọc Diệp chào chú. Dạ chú xin chào Ngọc Diệp, chương trình có nói yêu thương. Dạ chú chào quý vị khán giả. Dạ chào anh chị em cô bác ở cộng đồng mạng, chúc một ngày và một cái cuộc đời làm ăn phát tài phát lộc. Rồi chú cho quý vị khán giả biết là chú tên gì, sinh năm bao nhiêu? Tôi tên là Nguyễn Văn Năm, sinh năm 1956, hiện giờ đang ở Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dạ. Có đề nghề, nghề nghiệp của tôi á thì sống rồi bắt đầu từ xuất thân từ cái nghề làm lụn, rồi hiện tại bây giờ là tôi buôn bán, nhưng mà tại vì không có một người để mà giúp đỡ tôi nên tôi giờ tôi cũng đang nghỉ bán. Giờ tôi cũng lên đây cũng nhờ chương trình tôi tìm một người để mà làm bạn với tôi, để mà rồi chăm sóc tôi già lúc đau ốm. Rồi chú Năm năm nay sinh 1956 thì năm nay chú 68 tuổi đúng. Chú Năm, là để tiếp tục cuộc trò chuyện thì chú có cho phép Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như video đăng lên mạng xã hội và không xóa được cho chú? Đồng ý. Dạ. Chú chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Dạ, đồng ý luôn. Dạ, chú đừng có giả, con giỏ. Chú cháu được rồi. Dạ. Như hồi nãy là chú nói là chú buôn bán à, làm buôn bán. Dạ. Dạ, hôm nay nghỉ rồi. Thì ngoài công việc buôn bán đó ra thì chú còn làm thêm việc gì không? Thì bây giờ rồi mấy đứa con, nhờ mấy đứa con nó ngày nó cũng quan tâm, nó chăm sóc. Nhưng mà tôi cũng còn hiện giờ thì tôi cũng nói rõ ràng không có thể. Rồi cũng mừng cho chú ha, các con cũng lo chú ha. Sẵn là chú cho con Ngọc Diệp và quý vị khán giả cũng như các cô sắp đến với chú biết là hiện nay tình trạng hôn nhân của chú như thế nào. Thì tôi có hai lần đò. Lần đò thứ nhất thì cũng do cái hoàn cảnh nên không có cái tiếng nói chung và chia tay. Rồi tôi mới tiếp tục, năm năm sau tôi mới tiếp tục gặp một cái bà. Thì cũng ở được mười mấy năm, cũng sinh có một đứa con trai là nó sinh năm 1995, năm nay là 28-29 tuổi. Thì lúc bà ở nhà thì bà trai gái thì tôi cũng nói biết, nhưng mà tôi cũng nói mé mé thôi chứ tôi không có nói rõ. Thì tôi đi làm xa thì bà nhà bà to gặp với con tôi với cốt kết với cái bên ngoài ra, rồi bán đất tôi về. Tôi thấy nhà cửa thì chỗ khác đứng, còn đất đai thì cái người mua đất họ cũng đứng. Tôi vô tôi tìm tới thì cái tôi cũng chừng ngẩn, tôi thấy ủa tại sao nhà của mình, đất của mình mà người khác ở, người khác đứng tên. Rồi tôi đã biết cái vậy, bây giờ nếu tìm bả thì chắc cũng không làm gì được bả nữa, cũng không tánh tôi thì hơi tự ái, tôi cũng không muốn để mà lộn cối để mà sinh nhỏ, nên bây giờ bả đi đâu có đi tôi cũng chưa biết nữa. Bây giờ tôi sống con mình, đơn lẻ con mình. Vậy là cô lén chú bán đất rồi ôm tiền đi luôn, là bỏ chú đến nay luôn. Đúng. Đúng rồi hả chú? Đúng đúng. Đúng dạ. Ừ. Thôi thì giờ cũng biết nói gì hơn, giờ cái gì qua cho nó qua luôn chú ha. Mình kiếm cái nửa yêu thương mới ha. Dạ đúng rồi. À, dạ. Ừ. Rồi cái người vợ trước của chú có mấy người con với chú? Thì vợ trước tôi có ba đứa gái, nhưng mà thì nói thì mình cũng không nên nói để mà quạch tẹt, tại vì nó còn được rồi, nhưng mà vậy cũng được rồi, nó vậy. Cũng nó cũng quan tâm tới tôi, nó chăm sóc tôi. Vậy là nói chung thì không có nói sâu xa về phía vợ nữa, giờ tập trung phần con ha. Là vợ chú, người vợ trước với chú là có ba người con gái, và hiện nay thì các anh chị đó, các chị vẫn lo cho chú. Dạ. Cũng mừng ha, vì sao vẫn còn được ba đứa con riêng lo lại cho mình ha. Dạ. Còn cái người vợ sau thì trai gái gì đó nãy chú mới nói đúng không? Đúng rồi. Thì lén chú bán đất đi với người con trai thì ôm tiền bỏ đi tới bây giờ luôn. Đúng.
thôi dù sao mình vẫn còn được ba người con gái, giờ đi nó cũng còn hạnh phúc rồi, chút đỉnh đúng, rồi. Rồi cũng còn, giờ vấn đề đó mình cho qua chú ha. Dạ cũng còn vớt lại rồi, vớt con gái. À, giờ ba đứa con gái thì để sau này lo cho chú cũng được rồi. Rồi hiện nay chú ở nhà mình hay nhà trọ chú? Hiện giờ tôi ở nhà của tôi, nhà của tôi bị ngang 4 thước và dài 6 thước. Nhưng mà cũng một đủ một mình sinh hoạt chứ. Chứ những ngày trong đó đó thì cũng hơi con đường nhỏ vô nhà thì cũng hơi vắng. Nên cái điều kiện thì đó không có buôn bán gì được ta đó. Tôi cũng tính kiếm một người biết buôn bán. Nhưng giỏi giang với hòa nhã đồ chung thủy rồi để làm bạn với tôi để mà mình còn chăm sóc lẫn nhau lúc bệnh hoạn đau ốm lúc gì già. Dạ thôi thì con cũng hy vọng sau cái video này thì chú sẽ có một nửa yêu thương để đồng cảm với chú ha, rồi ông chăm bà chăm ông lúc tuổi già. Cảm ơn chương trình. Thì ngoài lúc mà chú công việc thì ra lúc rảnh rỗi thì chú có sở thích gì không? Mình ca hát hay là mình thì, đi uống cà phê pháo hay làm gì đó chú? Thì tôi nói cũng nói với trước cộng đồng mạng và những cái người tôi đang tìm thì tôi bản thân tôi không có nhậu nhẹt thuốc men vậy ta đó. Tôi không có bài bạc không có gì ta đó. Nhưng mà thật sự tôi nói thì đến nay tôi cũng cần tìm một người để mà chăm sóc lẫn nhau lúc bệnh hoạn đau ốm. Tôi sợ bây giờ thì nó như vậy không biết ngày mai rồi già yếu thì con cái nó cũng đâu có quan tâm tới bằng vợ chồng, nên tôi cũng cố tìm một người để mà chăm sóc lẫn nhau. Nhưng mà người thì tôi chọn thì phải thứ nhất là phải hiền trung thủy, và tôi chỉ đòi hỏi thôi, chứ còn đẹp ra là giàu tôi không là vấn đề đó. Tôi có khả năng để mà tôi đóng góp, hoặc tôi có khả năng để mà cái ý kiến của cái bà bên kia hay là cái cô bên kia ví dụ muốn buôn bán gì tôi sẵn sàng tôi bỏ một cái vốn để mà đầu tư cho cái người bên kia đứng ra buôn bán để mà mình lo cái cuộc sống tiếp. Rồi rồi hiện nay chú làm công việc buôn bán mà chú đã nghỉ rồi thì cái nguồn thu nhập ở đâu mình sống chú? Xin nói lại là hiện nay mình lấy cái nguồn thu nhập từ đâu mình sống? Thì tôi buôn bán giờ nó thật là bây giờ tôi đang làm bảo vệ, đang làm bảo vệ hiện giờ đang làm thì một sáng tháng là 6 triệu ngày một mình tôi xài không có hết. Đúng rồi. Ngày tôi cũng tích lũy cũng dư được chút vốn cũng mà thì đến nay được rồi chú, được mình khỏi cần nó ra có dư chút đỉnh là được chút rồi. Đỉnh rồi. tôi có khả năng đầu tư. Rồi hy vọng là cô nào xem clip này đồng cảm với chú thì có thể về mình góp gạo thổi cơm chung ha. Dạ. Nếu được nữa thì chú được cái cô nào mà có cái gian buôn bán á thì mình có chút vốn mình bỏ ra cho cô đó bán ha. Dạ. Rồi cô chú kiếm thêm đồng lời mình thu nhập thêm mình sống ha. Cái nghề bảo vệ thì chẳng hạn không cực đối với tôi thì nó rất hợp lý với cái khả năng của tôi. Mà mình làm nghề bảo vệ này đâu có thể làm suốt đời suốt năm được, nhưng mà một ngày nào đó mình cũng ví dụ như mình cũng phải nghỉ rồi mình có một cái hướng của mình là có bạn bè người yêu rồi chăm sóc lẫn nhau lúc bệnh hoạn đau ốm á, chứ thì đến ngay thì cuộc sống bây giờ thì đến ngay đối với tôi thì nó không có thiếu, thằng không có thiếu dư thì không dư. Thì cháu cũng mới nghe chú tâm sự thì chú làm cũng được tháng 6 triệu thì bảo đảm thì chú một mình chú sống rất là tốt rồi, có nhà có cửa nữa, đâu ở nhà trọ đâu. Dạ như này lại... không có tốn hao gì đó. Đồ ăn đồ uống dạ, bên cũng đâu ăn nhiều chú ha. Đồ ăn đồ uống con cái tụi nó lo tụi ăn dạ. Hết luôn. À quên nãy giờ quên hỏi chú là các con chú có ở gần đó không? Nó có ba đứa thì ngày cũng ở cùng tỉnh nhưng mà có đứa thì ở khác huyện, có đứa là khác xã chứ không có ở nói chung là cũng trong tỉnh thì chạy tỉnh. Qua chạy lại cũng được. Dạ. Cũng gần hơn ở ngoài tỉnh xa hơn chút. Ngày kinh tế của tụi nó thì nó kinh tế tụi nó mạnh dữ lắm. Nó giàu có, cái dạng giàu có mà. Tôi sống nó thật, tôi sống tôi thương với chương trình là với cộng đồng mạng là tôi sống về mặt xã hội, về mặt bản thân tôi nãy giờ tôi cũng không có nợ nần và tôi cũng không có cái bản chất của tôi không muốn quỳ cối xin người ta bố thí ta từ đồng từ cắt mà cả trong vợ con cái tôi cũng vậy đó. Được rồi chú. Dạ nói vậy là các cô quý vị xã cũng hiểu rồi. Không sao, dụ như mà con cái có điều kiện thì cho thì chú cứ lấy vào túi thì xài, chuyện đó bình thường gì đâu. Tôi thích tự lập cho tôi không thích. Cái đó thì cũng tốt, nhưng mà giờ mình lớn tuổi thì mình cứ làm. Còn con cái mà nó thương thì cho mình cũng bỏ túi xài, chú cũng sao, chuyện đó bình thường thôi. Thì tôi đến đây tôi cũng nhờ chương trình có nói cho tôi. Thì một người trung thể, hiền, có đạo đức và biết buôn bán. Tôi cũng không cần
đẹp hay là nhà cao cửa rộng cho ta, tôi không có tới lui mà để có một cái ý gì đâu, yên tâm cho nó đi. Rồi, tôi chú nói cũng vậy đúng là người miền Tây chất phác ha. Dạ. Có sao thì nói vậy. Dạ. Chú đừng có dạ với cháu, cháu dọn bình thường thôi. Ừ, cũng may là chú còn được ba cô con gái thì làm ăn cũng thành đạt, thì cũng mừng cho chú cái đầu tiên. Giờ nó có hơi buồn cái là ở mình nó hơi cô đơn thôi ha. Đúng. À, chú ở già đó thì hiện nay thì có gần thành phố không, Bến Tre không? Hay là mình ở đâu? Đó ở thuộc thì ngoại ô ngoài xã. Yeah. Ngoài xã mà cũng mặt lộ lớn, từ mặt lộ vô cái nhà tôi thì khoảng chừng 300 thước, nhưng mà con đường nó nhỏ quá, trong đó thì nó cuối đường rồi, rồi không rồi, có nhà sao? Cửa. Ý là cháu hỏi là dạ như ở đó nó đông vui không thôi chứ cháu đâu có. Rồi tôi muốn là tìm một người để mà biết buôn bán, đi tìm một chỗ nào hoặc đi đi ra một cái chỗ thị trấn là không được rồi, chú nãy giờ chú có nói rồi sao rồi, rồi. Để đó các cô chắc sẽ không hiểu rồi. Rồi rồi thì trong cuộc sống thì chú cũng nói không rượu bia là đúng 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 không có gì đâu á. Rồi giờ chú thì cũng đơn giản nè, thôi giờ nãy cháu nghe nói chú biết hát phải không, thôi giờ hát tặng quý vị khán giả đi, sau đó thì cô nào đồng cảm rồi gọi lại chương trình luôn. Rồi tôi hát một cái bản mà không biết nó có hết bản không, có đó không, chú hát một khúc thôi. Biết rồi, nhưng mà tôi hát đây là một cái ý nghĩa cho bản thân tôi và khuyến khích những cái anh chị em ở ngoài đời để mà nghe cái bản nhạc này rồi tự suy gẫm. Yeah. Thì tôi hát cái bản bầm. Dạ rồi, mà cái sáng tác của ai tôi cũng quên rồi. Thì tôi bắt đầu hát. Dạ. Ta trách cho chuyện đời lọc lừa trên những bờ môi, đời bao trái ngang mới hay thôi, đời là thế khi lúc giàu sang có tiền thì có bạn có tình, công danh sang giàu gọi mời đón đưa ngày đêm, ta ngắm cho sự đời bạc vàng không cánh mà bay, đời như đất thăng xuống lên thăng trầm hư ảo, khi giấc mơ chờ tan hết tiền thì hết bạn hết tình, ai thương yêu mình một đời cũng thế mà thôi, ta đã cho người không mong gì, người trả cho tôi thì mãi luôn thấy chung, đêm sau vẫn trên đầu con. Rồi được chú, có hay chứ chú hay quên, á quên, cái quên. Này thôi được rồi, chú nói được chứ. Thời gian mình có hạn đó, giờ mình tập bắt đầu là chú lên chương trình thì chủ yếu là kiếm nửa yêu thương còn lại. Thì giờ chú cứ đưa ra cái tiêu chí của mình để các cô xem để hiểu rõ hơn và sẽ liên hệ chương trình, rồi tụi cháu sẽ sắp xếp cho cô chú gặp nhau. Thì chú cứ nêu rõ nghe, đừng nói chung chung nữa. Ví dụ như năm nay thì theo giấy tờ thì chú 68 tuổi rồi, là chú muốn cái độ tuổi của cô đó đến với chú là bao nhiêu? Đến bao nhiêu? Thì cái cô đó từ 55 đến 60, 62 hoặc 63 cũng được. Yeah. Tại vì tôi 68 rồi thì mình nhỏ tôi sẽ chết một vài tuổi, 50 tuổi cũng được. Yeah. Nhưng mà tôi cũng nói rõ là thì tôi có không cần đẹp hay là giàu có, nhà cao rộng tôi cũng gặp đi lặp lại là cái chuyện đó thì mấy lần rồi vậy đó. Rồi. Tôi đến là vẫn hiểu bình dân thôi, không có đòi hỏi bất cứ gì ta. Cần một cái tình cảm để về ông chăm bà chăm ông thôi. Rồi tôi cũng rất vui nghe thấy. Cũng có mong là quý vị khán giả cũng như các cô xem á, thì có gì thì bỏ qua cho chú, vì khi chú có nói bị lỡ lời á thì cũng đừng ném đá tội chú, cũng vì cô đơn nên chú mới đến với chương trình để tìm một nửa còn lại. Nên quý vị và các chú anh chị và các bạn xem là cũng dễ tay với chú một chút, vì khi chú cũng ao ước tìm nửa còn lại á, vì khi có nói sơ suất gì đó thì mong đừng có giận chú. Rồi ngoài đó thì chú muốn cái cô đó ở vùng miền nào của Việt Nam mình? Thì nói chung là ở
miền Tây đi. Miền Tây ha, gần mình ha. Càng gần này càng tốt. Bây giờ tôi ở Bến Tre thì gọi đâu Mỹ Tho hoặc Long An gì đó cũng được. Nói chung là miền Tây đi ha. À miền Tây. Cho chú nói ba tỉnh đó không lại lỡ có cô tỉnh khác nữa. Thích chú là sao đến được. Đó miền Tây đi. Dạ. Thì chú đúng là người miền Tây luôn, Bến Tre luôn. Chất phát thật thà, có sao nó vậy. Không cần cái nhà cao cửa rộng, chỉ cần cô có tấm chân tình là đủ rồi ha. Dạ. Nên thì cháu cũng đâu có cần gì hỏi gì thêm nữa. Là chú cũng đâu có đòi hỏi gì đâu. Chỉ mong ước đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Rồi chú chào quý vị khán giả đi, chú cháu mình kết thúc ha. Thì trước tiên tôi xin chào chương trình Ngọc Diệp. Dẫn chương trình có đeo thương cho cô chúc cái chương trình ngày phát triển, giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà họ tìm tới để mà ghép lại cho nó thành đôi. Thứ nhất, thứ hai cái là tôi cũng xin chào cộng đồng mạng, để chúc cộng đồng mạng một niềm vui và hạnh phúc gia đình. Rồi. À, hôm nay con Ngọc Diệp vẫn cảm ơn chú Năm đã tin tưởng chương trình bên con. Thì trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị, cô chú anh chị và các bạn một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ con chào chú Năm. Dạ cảm ơn chương trình.